Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, việc chuyển đổi từ nuôi cá truyền thống sang nuôi cá lăng vàng ở thôn Bầu Nghé, xã Phước Tính, thị xã Phước Long, Bình Phước đã phát huy hiệu quả thời gian qua, cho thấy đây là mô hình phù hợp, mở ra hướng đi mới, giúp người nuôi cải thiện thu nhập, yên tâm gắn bó lâu dài. Được triển khai nuôi từ hơn một năm nay, theo các hộ nuôi, lợi thế lớn nhất khi nuôi giống cá này là thời gian nuôi ngắn hơn rất nhiều so với cá lăng nha. Sau 6 tháng nuôi, cá có thể xuất bán với giá thành khoảng 80.000 đồng một kg. Cùng với sự hỗ trợ thường xuyên về nguồn giống từ phía Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân thị xã Phước Long cũng đã triển khai giải ngân nguồn vốn 400 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ nuôi, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô nuôi thả của các thành viên, tạo điều kiện về nguồn vốn, hỗ trợ mở rộng sản xuất, hướng đến liên kết từ phía ngành chức năng, không chỉ giúp tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề nuôi trồng thủy sản, mà đây còn là giải pháp về lâu dài góp phần tạo sinh kế ổn định cho các hộ dân nơi đây.